Xin chào con, thì tiếp tục với hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm cho bà con về cái công tác mà chăm sóc bón phân cho cây bơ bút giai đoạn chỉ còn khoảng cỡ 2 đến 3 tháng nữa là thu hoạch. Thì cái này thì hầu như tất cả bà con chúng ta thắc mắc là bón phân gì trong giai đoạn mà trái cần thu hoạch và bón phân gì để cho cái trái bơ chúng ta neo được lâu. Thì hôm nay mình chỉ chia sẻ cho bà con là hai vấn đề. Cái thứ nhất là bón phân để cho trái nó lâu già. Cái thứ hai là bón phân nuôi dinh dưỡng cây, trái và khỏe cây, khỏe trái. Thì cái việc đầu tiên á, thì như trên cây bơ này hôm trước mình quay bà con xem á, hôm nay mình sẽ quay lại kiểm tra sau thời gian gần 2 tháng để cho chúng ta xem cây bơ chúng ta nó phát triển lớn như thế nào. Thì gần đây á, một số bà con chúng ta cũng hay thắc mắc á, là có nhiều vấn đề lắm, mình sẽ làm từ từ hướng dẫn cho bà con từng từ chi tiết. Nhiều bà con hay hỏi là cái bơ sao biết nó già, thì đó là vấn đề clip sau mình sẽ nói và nhận biết cách nhận biết cái bơ bút nó già trái. Thì để quay lại nha, cái việc chính bây giờ là đối với cái bơ bút như thế này thì một số bà con chúng ta gần đây thu hoạch rất là sớm vì lý do là sợ mất trộm á, nên con hái rất sớm nhưng thật chất là chưa có già đâu nha. Rồi đối với giai đoạn này á, thì thứ nhất á, là bà con bón phân cho mình vẫn là hàm lượng kali thấp cho mình nha. Giai đoạn này đạm cũng không cần cao nữa vì tập tới đây bơ bút sẽ phát đọt cơ đọt cuối cùng để cho làm hoa vào giai đoạn năm tới. Thì cái việc này mình cũng chia sẻ bà con là bà con nên bón cho mình là phân NPK, có thể là 16-16-8 cũng được. Nói chung là hàm lượng đạm và kali cực kỳ thấp cho mình, lăng cao. Cái thứ hai nữa bà con nên bón cho mình đó là phân vi lượng, sắt chung vi lượng á, sắt kẽm magie bo canxi mangan. Đó, quan trọng là cái vi lượng nha. Nhiều người bà con không có quan tâm cái yếu tố vi lượng. Thì bà con nên bón cho mình một số cái vi lượng. Bà con bón cho mình tùy vào cây và tùy vào tán. Có nghĩa là bà con bón cho mình tùy vào những năm tuổi thì dao động từ nửa ký đến một ký tùy tán. Cái đó là bà con bón tùy tán nha. Con bón cho mình. Thì mình sẽ quay bà con xem rất là chi tiết về cái vấn đề bơ như thế này. Thì giai đoạn này á, thì bà con vẫn phun phòng cho mình là thuốc nấm nè. Thứ hai là thuốc côn trùng chích thúc nè và thuốc dưỡng trái. Thì phân bón bà con vẫn điều tiết ở dưới. Bà con không nên bón kali cao cho mình nha, vì một số bà con không biết bón kali cao lúc này sẽ làm cho cái quả nó sớm, nó già sớm, nó chín sớm, thì con bán rẻ. Thì khi mà bà con bán rẻ thì nó trùng với cái bơ thường hiện tại đang có, thì do đó giá thành nó sẽ rẻ, nên bà con chúng ta hay nản ở chỗ này tại sao giá nó thấp về bơ bút. Còn đúng ra nếu bà con đã nhận biết được một cái bút nó già hay không già là từ 6 đến 8 tháng, ít nhất là 8 tháng bơ bút nó mới già. Và con tính từ tháng 2. Từ tháng 2 á, tháng 2 âm lịch đúng không? Tháng 2 âm lịch là hình thành trái bằng viên bi có, hạt đậu xanh có. Thì con cộng lên 6 tháng nữa thì là tháng 8. Con 7 tháng thì là tháng 9. Thì đúng ra bơ bút chúng ta phải thu hoạch vào tháng 8 âm lịch hoặc tháng 9 âm lịch, có thể là vơi qua tháng 10 âm lịch thì mới đúng thôi. Còn một số bà con bây giờ hái, bà con hái bây giờ nó đâu có chín đâu. Nói chung bà con hái non thôi, bà con nhìn ở ngoài á, bà con thấy trái lớn như thế này sần sùi á, bà con lo hái. Thì một phần á, thì mình chia sẻ á, bà con sợ mất trộm này, bà con không thể nào giữ được, thì con tiến hành là hái sớm và bán. Cái đó là mình chia sẻ cái quan niệm cá nhân của mình của từng vùng. Thì một số bà con nông dân chúng ta cũng rất là nhẹ, như bà con nói có thể là kêu thôi 10.000 cũng được, hái bán cho rồi, chứ để mất trộm là không ai giữ nữa. 10.000 cũng còn có tiền, ví dụ cây tạ cũng còn được 1 triệu, hay 50kg cũng được 500.000. Nếu để nó không có thời gian giữ thì trộm nái mất. Vì cái suy nghĩ như thế đơn giản thế này á, thì một số bà con chúng ta bán cái bơ bút nó bị rẻ mất, nên dẫn đến cái tình trạng mà tại sao bơ bút chúng ta nó rẻ. Nó rẻ rồi nhưng mà lại bà con ăn không được ngon. Khi mà dẫn đến cái người tiêu dùng á, thì bà con phải nhận biết rằng là nó chín hay bị đen đầu. Tại sao bà con hỏi là lý do nào đen đầu? Thì mình cũng giải thích là bà con hái chưa đúng tuổi, chưa đủ độ tuổi để mà hái thì bị non. Cái phần này thì mình chỉ chia sẻ sao thôi, chứ thằng clip trước tới mình sẽ nói cụ thể với con luôn, nhận biết cái bơ bút tại sao già và chưa già, nhận biết bơ bút nó gần đủ tuổi thu hoạch chưa. Đó là cái cách mà mình hướng dẫn bà con. Còn quay lại vấn đề chính đó, nãy giờ mình quay cho bà con xem cái bơ bút này đúng không. Nói chung nếu những bà con nào mà hay theo dõi cái clip bên mình hay chia sẻ thì cái vườn bơ này mình quay lại xem, kiểm tra bà con xem á, chung trái rất đều, xanh và đẹp. Thì vườn này bà con cũng chịu khó phun thuốc côn trùng diệt thúc,
Thì cái côn trùng chim hút á, thì nó cũng tùy vào vùng, tùy vào vườn. Nếu mà vườn nào rậm rạp quá, cành chòi con không làm thoáng á, thì hầu như cái côn trùng mà nó hay trú ẩn trong đó rất là nhiều, nó sẽ chích cho trái bơ chúng ta bị đen này, sần sùi da cóc nè, rồi xì bọc trắng. Thì đối với vườn này vẫn có nhưng tỷ lệ rất ít, tỷ lệ chiếm khoảng 10% thôi. Thì mình sẽ đi quay từ từ cho hết cái vườn bơ cho các bạn xem. Thì mình sẽ quay một số cây mẫu để kiểm tra cái vườn bơ và tỷ lệ trái lớn thế này. Thì hầu như ở các tỉnh Đắk Lắk rồi Gia Lai, Lâm Đồng đó, thì bơ bây giờ trái cũng lớn rồi, tầm khoảng cỡ 3 lạng, 4 lạng. Một số bà con tưởng là già rồi, con lo hái bán hết đi, thì giá nó rẻ lắm như em nhắc rồi á, nhưng chưa có già. Nên qua đây mình nhắc lại là bà con bón phân gì để cho trái bơ bút chúng ta giữ được lâu và neo trái được lâu. Thì mình cũng nhắc nhở lại bà con bón hàm lượng đạm và kali cực kỳ thấp cho mình, có nghĩa là dưới 10, kali càng thấp càng tốt. Cái này mình chia sẻ nha, thì mỗi quan niệm, mỗi bà con nông dân làm vườn chúng ta nó sẽ có những cái cách làm khác nhau. Nên mình chia sẻ, thứ nhất là bón chung với lượng sắt, kẽm, magie, boanxi. Vì cái này ít khi mà bà con để ý những thành phần này, vì những thành phần bà con bổ sung vô á, mình dám đánh chia sẻ với bà con luôn cái này. Bà con thử làm cho mình thôi, kể cả cà phê, một số cây trồng khác, bà con bón xuống cái cây của mình rất là xanh, xanh rất là lâu, mà trái này rất là nhiều, được thời gian lâu hơn thành phần mà vi lượng sắt, kẽm, magie, boanxi á. Cái thứ hai là con không nên bón kali sớm nhiều. Cái này bà con để ý, nếu những bà con mà làm sầu riêng á, tại sao bà con hay vô kali xong á, khoảng 10 đến 15 ngày sau là bắt đầu cơm nó xốp lên, nó ngọt, bắt đầu nó chín đều hết cả vườn và bắt đầu tiến hành thu hoạch sầu riêng. Đó là sầu riêng. Thì tương tự tất cả các ăn quả này, bà con ta hay vô kali sớm để cho nó chín trái, nó ngọt cơm. Thì giống như cây bơ cũng vậy, con vô sớm thì nó sẽ có tạo cái độ già sớm. Tại sao mình cũng hướng dẫn cho bà con nhiều lúc đó là bón kali cao để cho lá nó già đều. Thì cái đó cũng đơn giản như trái cũng vậy, nên bà con đừng bón kali với mình. Thì cái này bà con không nôn gì, đầu tháng 10 âm lịch chúng ta bắt đầu làm bông rồi, nên bây giờ là tháng 7 chỉ còn 2 tháng nữa, nên bà con cứ neo bình thường. Nhưng mà con chú ý cho mình những cái vấn đề mình nhắc nhở lại là nấm bà con vẫn phun phòng 10 đến 15 ngày một lần nếu thời tiết chúng ta nắng. Thứ hai là thuốc côn trùng cho thuốc vẫn 10 đến 15 ngày bà con phun một lần. Cái ba là thuốc dưỡng quả 10 đến 15 ngày bà con phun một lần. Phân bón thì một tháng bà con bón cho mình một lần, còn đối với vi lượng thì cũng một tháng một lần. Thì tính ra thì thành ra một con bón một tháng hai lần. Thì tại sao bà con phải bón một tháng hai lần? Vì đối với cây bơ hoặc tất cả các ăn quả khác đang trong giai đoạn nuôi trái chuẩn bị thu hoạch đó, bắt buộc bà con phải cung cấp dinh dưỡng trên lá và dưới gốc cho cân đối và đều. Cái thứ nhất là để cho trái chúng ta nó đẹp, có màu sắc. Cái thứ hai nữa là nó không bị thiếu hụt dinh dưỡng, nó không bị thiếu hụt cân đối để cho cây chúng ta nó bị suy. Thì nhiều trường hợp á, thì bà con không để ý nha, tại sao thu hoạch trong một năm cây bơ rất là sai, xong cây suy và sang năm cây đơ, có thể là cây đó nó chết. Cái đó là mình chia sẻ, nhưng nhiều bà con không hiểu nên bà con cứ kêu để trái nhiều. Nếu để trái nhiều thì con phải cung cấp dinh dưỡng nhiều cho cây trồng chúng ta, thì qua đó cây chúng ta nó sẽ không bị suy. Thì qua đó tại sao mình luôn luôn khuyên bà con nên bón phân cân đối. Còn về phân chuồng mình nhắc lại nha, vấn đề phân chuồng một năm bà con bón cho mình là 2 lần đấy, một cây có thể 2 bao, 3 bao, đó tùy vào tháng. Như đối vườn này mình cũng hướng dẫn bà con cũng bón phân chuồng hoi mục và dưới gốc rồi, nên cây bà con thấy rất là xanh. Như ở vườn bơ, cây bơ này bà con mình quay rất là từ từ chi tiết con xem, trái rất là đều, xanh và đẹp. Thì ở phần tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn tiếp cho bà con là mình sẽ nói về cái vấn đề mà khoanh gốc, cái khoanh gốc, khoanh vỏ của cái bơ á, để con xem mà để năm tới này mình sẽ đưa ra cái hướng cho những cây bơ, những nào bà con ở những khu vực mưa nhiều á, bà con thể làm theo cách này. Thì ở cách làm nào mình cũng sẽ giải thích và cũng chia sẻ cho bà con, vì dạo này công việc nhiều nên mình cũng chia sẻ con từ từ về các cách làm đối với cây bơ bút, cây sầu riêng, và đó bà con có thể tham khảo và chia sẻ cho bà con. Thì đó bà con cứ xem đi, xem một cây bơ mình quay con xem đó. Nói chung là trái, nói chung là giai đoạn này cũng chưa có lớn đâu, giai đoạn này là giai đoạn đang thúc trái lớn. Bà con thúc từ từ không vội, vì còn tới 2 tháng nữa là 60 ngày nữa con thành thu hoạch. Trong giai đoạn này, giai đoạn đang hiện tại có bơ thường nên giá thành nó hơi rẻ, nên mình cũng khuyên lại bà con một lần nữa là không nên hái bơ sớm trong giai đoạn này, vì thật sự đó là giai đoạn này bơ không có già. Nếu như bà con nhận biết cái bơ bút từ 6 đến 8 tháng á, ít nhất là 7 tháng đến 8 tháng thì bà con mới thu hoạch được, thì cái đoạn đó nó mới già. Chứ bà con mới có 6 tháng bây giờ bà con hái hết, chắc chắn cái bơ sẽ non và cắt ra cơm, cái lụa sẽ không có đen. Thì nếu mà con nhận biết thì nó chưa có già.
Tuy cái này cũng rất là khó cho bà con để nhận biết được một cái bơ nó già hoặc là chưa già để đến tuổi thu hoạch. Mặc dù á là bà con để ý những cái trái bơ mà nó xấu sần xì á, nó già nó căng, nó không căng á, mà nó sần á, mà nó bị rọc lá hay bị nấm vàng đốm đốm trên trái á, bà con nghĩ nó già. Thì cái đó là cái khó cho bà con chúng ta nhận biết. Thì thôi, để clip tiếp theo đi, mình sẽ làm cho con xem về cách nhận biết cái bơ bút nó già để mình thu hoạch. Còn bây giờ bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi video bên Trái Cây Từ Mùa Lắc. Xin cảm ơn con.